Xin chào các bạn, như vậy là iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max đã về đến Vật Vờ Studio ngay trong đêm, và mình đã có mặt ở đây để thực hiện bài mở hộp và đánh giá nhanh cho các bạn xem. Bên này chúng ta sẽ có iPhone 13 Pro với phiên bản màu vàng này. Nói chung là cách đóng hộp năm nay thì rất là đơn giản thôi, không có ni lông gì cả, có mỗi một cái seal bằng giấy như này. Còn bên này chúng ta sẽ có iPhone 13 Pro Max. Tại sao cái camera này nó lại bé hơn bên này ấy nhỉ? À, đây là iPhone 12 Pro Max, còn dưới này mới là 13 Pro Max này, màu Sierra Blue cực kỳ đẹp luôn. Ok, thì không mất thêm thời gian nữa, chúng ta cùng nhau bóc cái chiếc 13 Pro Max này nhá. À, và các bạn đừng quên đó là những chiếc iPhone này thì chúng mình mượn được từ bên group Yêu Apple. Đó, nên là anh em đừng quên là tham gia ngay group sẽ được mua iPhone 13 series với nhiều ưu đãi và sẽ sớm được trên tay như chúng mình đây. Đẹp quá các bạn ơi. Ui. Ôi dồi ôi, đẹp thế. Nhìn này, nhìn cái mặt lưng này. Mặt lưng thì nói chung chất liệu giống nhau thôi, nhưng mà camera của 13 Pro Max to thật, to dã man luôn ý. Trong hộp không có gì nữa. Ở mặt lưng thì chúng ta sẽ thấy là cụm camera trên iPhone 13 Pro Max cực kỳ to, nó cũng lồi lên khá là dã man con ngàn đấy. Thì anh em thắc mắc là ốp của cái chiếc 13 Pro Max này có ốp được lên 12 Pro Max không, thì đương nhiên là có rồi. Đây là ốp của 13 Pro Max nha, khi lắp lên 12 Pro Max thì nó sẽ như thế này. Đây, với chiếc iPhone 13 Pro Max thì chúng ta vẫn sẽ có một mặt lưng bằng kính nhá mờ. Sờ rất sướng rồi, cái chỗ quả táo này sờ sướng thế. Và cái phần viền này vẫn sẽ là thép không gỉ các bạn nhá. Màu của nó thì sẽ được làm giống với màu của mặt lưng. Mình đã thực hiện xong một vài những cái cài đặt cơ bản lên chiếc iPhone 13 Pro Max này. Thì nói chung là khi mà mình cầm cái chiếc máy này lên ấy, mình không thấy nó lạ lẫm lắm, bởi vì nó cũng na ná với chiếc iPhone 12 Pro Max à. Nhưng mà cái rõ nhất mà mình có thể thấy được là trên cái màn hình này chính là cái phần notch, các bạn nhìn này. Phần notch của iPhone 13 nó đã bé hơn một cách rõ ràng luôn. Rồi, với màn hình của iPhone 13 Pro Max thì chúng ta vẫn sẽ có một màn hình đó là 6,7 inch với tấm nền là Super Retina XDR OLED. Cái khả năng hiển thị của nó thì nói chung là mình chả thấy có chê cái gì cả. Và cái quan trọng nhất ở cái màn hình năm nay như nhiều người mong chờ đó chính là tần số quét 120Hz. Này các bạn nhìn này. Trời, vuốt nó sướng không? Đây. Đấy, thấy không? 120Hz nha. Vuốt nó khác bọt hẳn, chứ như kiểu là mình dùng iPad Pro ấy. Về phần cụm camera năm nay của iPhone 13 Pro Max, mình thấy rằng là nếu như mà đặt ở trên chiếc 13 Pro Max này, đấy, nó cầm trên tay của mình đây, thì các bạn thấy rằng là 13 Pro Max nó cũng khá là hợp lý, nó cũng khá là cân đối. Nhưng mà nếu như cái cụm này mà ốp lên chiếc 13 Pro ấy, thì cá nhân mình thấy rằng nó sẽ không đẹp một tí nào cả, nó quá to. Và nếu như so sánh với cụm camera trên 12 Pro Max thì mình sẽ thích cái thiết kế của chiếc Pro Max này hơn này. Về thông số của camera thì các bạn đang nhìn trên màn hình. Và năm nay chúng ta sẽ có một cái tính năng đó chính là quay phim điện ảnh Cinematic Mode, và cũng được Apple quảng cáo rất là nhiều rồi. Nên là chắc chắn là trong tương lai mình sẽ làm những cái bài chia sẻ cho các bạn về cái tính năng quay phim điện ảnh này trên iPhone 13 Pro cũng như iPhone 13 Pro Max. Bên cạnh cái tính năng quay phim điện ảnh này thì iPhone còn có một cái trò nữa, chụp ảnh macro. Đây, mình cho các bạn xem luôn. Đây có một cái thước nhá. Đây, chúng ta để như này, để size này này. Thì khi mà mình đẩy điện thoại vào gần, đó, ống kính máy ảnh sẽ tự chuyển đổi để chúng ta có thể chụp được những cái tấm hình siêu cận như thế này. Chụp cái nào? Đây, chất lượng ảnh đây, thì các bạn thấy không? Không hề bị noise nhá. Hợp lý không? Đấy, thì như mình nói rồi, cái tính năng này thì không phải là mới trên cái điện thoại Android, nhưng mà bây giờ thì Apple mới làm và họ coi như đây là một tính năng mới nữa bên cạnh cái tần số quét 120Hz cực kỳ nổi bật. À mà quên mất, đó là viên pin của chiếc iPhone 13 Pro này cũng sẽ được cải thiện một xíu so với iPhone 12 Pro Max năm ngoái, thì chắc chắn là các bạn sẽ có một thời lượng sử dụng lâu dài hơn. Mà pin ở trên chiếc iPhone ý, nhất là với cái dòng flagship cao cấp nhất này, thì mình thấy rằng là cũng không có nhiều người phải kêu ca lắm, bởi vì Apple họ tối ưu pin quá tốt rồi. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về iPhone 13 Pro Max và cái bài mở hộp trên tay nhanh năm nay. Đấy, thì các bạn nghĩ sao, các bạn thấy như thế nào? Và các bạn đã đặt hàng hay chưa? Hãy để lại ý kiến ở phần comment phía bên dưới nhé. Và các bạn đừng quên là những chiếc iPhone 13 Pro và cả iPhone 13 Pro Max là mình đang mượn mấy anh em bên Yêu Apple nhé. Các bạn đừng quên tham gia ngay group của cộng đồng này sẽ được mua iPhone 13 series với rất nhiều ưu đãi và sớm được trên tay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nhớ like, share và subscribe để đón xem những video mới nhất.